thi đấu trên hết đều về thái độ xét tập về cán bộ. Ở đây tôi không tránh đi về phòng mà hoàn toàn thái độ đều về thi đấu ổn định trên trên này. Vòng chung kết bắt đầu, chung kết bắt đầu. Chung kết 2 phút các bạn, 09, 11, 30 và 36. Chắc các bạn cũng biết rồi, chiến binh nông dân của mình là chiến binh vô địch siêu cúp năm 2023. Bạn cũng đang lấy liên tiếp mấy chiếc xe. Rất là ổn luôn. Nói về mức độ chạy thì chiến binh vẫn đang chạy. Đều. Mình có bọng luôn nha, không dính vào có bọng nha, đều nước vào cũng có bọng. Đều đốt và xin xúc. Bốn cái game đều có bọng, sự xác định của các vị trí tại. Chạy nhiều chỉ có bọng là hoàn toàn sẽ được áp dụng, còn không bọng thì sẽ cảm nhận khuyết bọng. Đều có bọng rồi. Chim mà đang chạy nha. Chỉ có chim mình mà nếu mà chim là bụng xè mới lo thôi. Thái độ của mình là mình nghĩ là cũng rất là gấu ha. Vẫn có bọn bình thường các bạn nha. Chim mình vô chung kết là đều có bọn. Tập trung bước hậu. Còn 30 giây là mình chạy như điện. Không có sự lên xuống, cho đối với những chim đang bằng thái độ thi đấu, cho nên đối thủ áp dụng thái độ thi đấu ở nước hậu áp dụng. Bọng à, cứ có bọng là được rồi, không cần to cần nhỏ gì đâu. Ok các bạn, kỳ vọng hết giờ. Ok căng não á, thằng này căng não cho thằng tài á. Ok chúng ta chờ quyết định của trọng tài. Mình thấy cái cơ hội của mình cũng vẫn còn đang có các bạn ha. Vâng các bạn. Bốn cái game là ban trọng tài xác định là bốn cái game đều có cộng nha. Chung kết tại câu lạc bộ Hải Âu Phi Sứ đã xong và bốn chiến binh đang cũng rất là đều. Chúng ta chờ quyết định của trọng tài các bạn ha. Đang hồi hộp chờ đợi. Một lần xin thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn tất cả vị đại diện đã đến dự giải đấu hôm nay và xin chúc mừng bốn chim lọt vào chung kết. Chúng em giải ba đầu tiên và chim này cầm cầu leo lan và thái độ đấu không còn cao như còn lại là 30. Chúng em giải ba đầu tiên. Giải ba đầu tiên. Trong ba chim về thái độ đấu đều xin trước đầu chúng em đều về thái độ đấu và xác định rất rõ chim này có cầu và đều từ đầu đến cuối là chim không chính giải nhất của hội thi hôm nay. Ba chim đều đấu rồi. Giải nhì 11 nghìn. Ok, mình nhất các bạn nha. Ôi. Ok, cảm ơn các bạn. Dạ, nhất nữa. Cảm ơn các bạn. Trận đấu đang kết thúc các bạn ha. Mình cũng may mắn ngày hôm nay số 09 nhất. Số 11 nghìn, 36 và 30 là làm giải ba. 09 lấy vị sinh nữa mà. Ok, gửi lời chào tạm biệt đến các bạn ha. Mình lên mình nhận giải với anh em chở vui. Cảm ơn các bạn nhiều.